Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An, doanh nghiệp uy tín, chuyên cung cấp máy thổi vỏ chai, thổi vỏ bình chất lượng cao với đủ các chủng loại từ bán tự động cho đến tự động hoàn toàn, cực kỳ tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Sản phẩm được lắp ráp và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, được đăng ký độc quyền thương hiệu VA US APEC số 250969 và 250970 tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Máy thổi vỏ chai bán tự động của Việt An mang thiết kế nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích. Ưu điểm lớn của dòng máy này là chi phí rẻ hơn nhiều so với máy thổi vỏ chai tự động hoàn toàn và cần đến nhân công để điều khiển và vận hành máy. Công suất mà máy có thể đạt được từ 1.200 đến 2.200 chai trên giờ. Máy có thể thổi được nhiều loại chai với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau, với đa dạng đầu thổi từ 2 đến 4 đầu thổi tùy vào công suất của máy. Với thiết kế hiện đại, được áp dụng công nghệ tiên tiến, máy thổi vỏ chai bán tự động của Việt An là sản phẩm có chất lượng ổn định, máy chạy êm, độ bền cao và dễ vận hành. Khác với máy thổi vỏ chai bán tự động, máy thổi vỏ chai tự động của Việt An có thiết kế thông minh hơn với quy trình hoạt động hoàn toàn khép kín, tự động vận hành, tự động đưa phôi chai vào hệ thống máy gia nhiệt và tự động gắp vỏ chai thành phẩm nhờ các đầu gắp có sẵn. Với thiết kế này mà máy thổi vỏ chai tự động của Việt An có thể đạt được công suất từ 1.000 đến 8.000 chai trên giờ. Với xu hướng thị trường hiện nay, máy thổi vỏ chai đã và đang là giải pháp tạo ra các mẫu sản phẩm mới mà lại tiết kiệm chi phí cho ngành kinh doanh nước uống đóng chai, các ngành hàng hóa mỹ phẩm. Ngoài ra, Việt An cũng cung cấp máy thổi vỏ bình bán tự động cho các bình có dung tích từ 5 lít đến 20 lít. Máy thổi vỏ bình của Việt An được áp dụng công nghệ mới nên cực kỳ tiết kiệm điện năng, làm giảm giá thành của vỏ bình, giúp khách hàng có thể cạnh tranh tốt trên thị trường. Nhìn chung, các dòng máy thổi vỏ chai, vỏ bình của Việt An đều mang nhiều ưu điểm với các tính năng vượt bậc, công suất lớn, hiệu quả sản xuất cao, sản xuất được nhiều loại chai, loại bình với nhiều hình dáng và thể tích đa dạng. Kết cấu chắc chắn, vững chãi và có độ bền cao, sử dụng lò gia nhiệt kiểu mới, giúp thổi nhanh, đều, có vẻ ngoài căng mịn và tỷ lệ sản phẩm lỗi thấp, máy vận hành êm ái và ít gây tiếng ồn, hoạt động ổn định, thân thiện với môi trường. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay, công ty Việt An là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực máy thổi vỏ chai, thổi vỏ bình. Không chỉ chiếm lĩnh được thị trường trong nước, sản phẩm máy thổi vỏ chai, vỏ bình của Việt An còn được xuất khẩu sang các nước ASEAN. Không chỉ mang đến các sản phẩm máy thổi vỏ chai, thổi vỏ bình chất lượng cao, Việt An còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ uy tín, miễn phí vận chuyển và lắp đặt trên toàn quốc, không tính chi phí ra biển đảo. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và bảo trì dài hạn. Việt An sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên con đường đi đến thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như các chi nhánh, khách hàng vui lòng truy cập website vietan.vn hoặc liên hệ hotline 0949 41 41 41 hoặc 0943 41 41 41. Việt An rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!